Thưa quý vị và các bạn, từ lâu, tất niên xóm đã trở thành một nét văn hóa của nhiều khu dân cư của huyện miền núi Đắc Hà mỗi dịp Tết đến xuân về. Ngoài ý nghĩa tống cựu nghênh tân, tất niên xóm còn là dịp để các gia đình cùng nhau chiêm nghiệm lại những gì đã qua trong năm cũ, cùng hướng về năm mới với những mong ước tươi đẹp hơn. Cũng từ đây, nghĩa xóm tình làng đã thân lại càng thêm thân. Đúng như thông lệ hàng năm, cứ vào ngày 20 tháng Chạp âm lịch, hơn 40 hộ dân dọc hai bên đường Hùng Vương thuộc địa phận tổ dân phố 7 và tổ dân phố 3 lại tất bật tổ chức bữa tiệc tất niên. Theo thời gian, số hộ gia đình trong xóm lại tăng lên, từ hơn chục hộ những năm 2000 đến hơn 40 hộ vào mùa xuân năm Kỷ Hợi 2019 này. Dù từ những miền quê khác nhau, Bình Định đất võ, Hà Tây quê lụa, đất tổ Hùng Vương Phú Thọ, đến miền Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, cùng quây quần tổ chức tiệc tất niên. Bỏ qua những khoảng cách về vùng miền, phong tục tập quán, họ cùng sum tụ chuẩn bị chung mâm cúng tất niên xóm sao cho đủ đầy, trọn vẹn nhất, gửi gắm vào đây ước vọng nhà nhà bình an, nghĩa tình thêm gắn kết. Đến Tết xuân về thì hàng xóm có tổ chức, tức là làm một cái lễ cúng, tức là cũng có cái nghĩa rằng trong làm ăn trong một năm thì gặt hái được nhiều thành quả trong lao động, trong sản xuất, xây dựng quê hương. Thì đây là một cái nét văn hóa cực kỳ tốt đẹp để tạo ra một cái sự đoàn kết, gọi là tình làng nghĩa xóm. Dù rằng là mọi người, mọi nơi, mọi thôn quê khác nhau, nhưng mà để tạo ra một cái sự thống nhất của một cái thôn mới, của một cái là quê hương mới, để hàng năm đồng viên lẫn nhau cùng với con cháu tiếp tục của một cái năm mới là đầy sức sống hơn, và tập trung cho cái nhiệm vụ sản xuất, học tập, rồi là xây dựng quê hương. Mọi công việc chuẩn bị cho lễ cúng tất niên được các gia đình hoàn thiện vào buổi sáng. Đến buổi chiều, các nghi thức trong lễ cúng được giao cho những người già trong xóm. Mâm cúng được bày biện ở nơi thuận tiện, thoáng đãng nhất của khu dân cư. Trên mâm cúng lúc nào cũng có thù lợn, con gà luộc, đĩa xôi, nồi cháo hoa, đĩa cá rán, ly rượu thơm nồng, đĩa trái cây, bình hoa và đôi cây nến. Bên ánh chiều cuối năm, bên mâm cỗ tất niên tươm tất, ông Thu, ông Dũng, hai người lớn tuổi có uy tín trong khu phố và thành thạo các thủ tục truyền thống, đảm nhận trọng trách đọc văn khấn. Rành rọt từng câu từng chữ, họ nhắn nhủ những ước vọng chung của xóm mình. Ấy là nguyện cầu cho quê hương mình ngày càng giàu đẹp, xóm làng ngày càng ấm no, nghĩa tình thêm chan hòa. Những đứa trẻ lớn lên từ đây sẽ chăm ngoan, thành tài, đóng góp công sức cho xóm làng, quê hương. Ly rượu nồng rót mỗi lúc thêm đầy, tình xóm tình làng cũng từ đây thêm bền, thêm chặt. Thì chúng tôi đã duy trì 3-40 năm này. Thế thì cái luật cúng đường để nói cái này có nghĩa là một là mong cầu cho cái cung đường này, tức là tai qua nạn khỏi mà không hề xảy ra những cái vụ va chạm hoặc là cái gì ở cái cung đường này, là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai muốn giữ lại cái truyền thống của ông cha để con cháu nó hiểu, có nghĩa là đã nhờ trời, nhờ đất, nhờ Phật, rồi nhờ tình đoàn kết của láng giềng, cho nên là con cháu là phải học theo, tức là duy trì theo. Nếu như chúng tôi còn thì chúng tôi duy trì, nếu mà thế kế tiếp mà nó người ta sẽ duy trì trở lại để giữ cái đoàn kết và giữ được cái tình láng giềng. Đấy, không va chạm, chín bỏ làm mười, không ai kiện tụng, không có gì với chính quyền, là ý định của chúng tôi là như thế. Thế còn lại cũng mong rằng là các cháu, các thế hệ sau mà chúng nó theo chúng tôi mà nó làm được như thế thì rất là tuyệt vời. Nhưng mà chắc chắn là các cháu chúng tôi cũng phải làm theo, bởi vì các cháu ở đây cũng là học thức cả. Tức là con cháu cái tổ dân phố này mà cũng theo cái lề lết từng gia đình một, nó rất là tôn trọng cái ý tứ của các cụ ngày xưa hoặc
cái địa phương này. Hoàn tất lễ cúng, sau khi đã dọn dẹp gọn gàng, các gia đình trong xóm cùng nhau thưởng thức bữa tiệc tất niên tại khoảng sân rộng rãi của một hộ gia đình trong xóm ngày đó. Những món ngon đã được các chị em phụ nữ tự tay chuẩn bị từ trước đó, đủ vị, đủ sắc, đầy đủ các món ăn truyền thống của người Việt, có trà, có nem, có xôi gà và hoa quả. Người lớn nói về chuyện làm ăn, những điều chưa nên chưa phải trong năm cũ và về những dự định tốt đẹp trong năm mới gần kề. Những đứa trẻ ăn no xong lại nô đùa, cười nói. Không khí Tết, không khí đoàn viên từ bữa tiệc tất niên xóm lại thêm gần hơn. Bài cúng đấy, thì hàng năm tôi cũng vận các cái bản thơ để các gia đình liên gia với nhau đấy, dõi theo các cái bài, cái câu thơ đấy. Thứ nhất là cái việc là xây dựng cái nhà cửa khang trang, đường phố sạch sẽ, và ý tứ của từng người dân một từ cái cung đường đấy, cái đoạn đường nhà mình đến làm thế nào làm đẹp cho đường quan đấy, và làm đẹp cho từng gia đình. Mỗi gia đình đẹp là huyện đẹp, tỉnh đẹp và tổ quốc đẹp. Mong muốn của những cái người già, người cao niên ở xóm thì cũng rất mong muốn được là các cháu thế hệ trẻ sau này nối tiếp để mà giữ gìn bảo toàn được cái nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc cũng như của quê hương của xóm như hôm nay tổ chức. Bán anh em xa, mua láng giềng gần. Ông bà xưa vẫn thường nói vậy. Ấy không phải để nhắc con cháu bỏ quên tình ruột thịt, mà nhắc nhớ các gia đình biết trân trọng và giữ gìn tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau. Mặc dù với đặc thù là một địa phương có nhiều dân cư đến từ nhiều vùng miền khác nhau, nhưng cứ đến dịp cuối năm, các gia đình trong mỗi xóm lại cùng đóng góp. Nhà có nhiều góp nhiều, có ít góp ít, cùng sửa soạn mâm cơm tất niên. Mọi khoảng cách từ tiếng nói, vùng miền, phong tục, mọi hiểu lầm, sai trái trong năm cũ đều bỏ lại phía sau, nhường chỗ cho tình xóm, tình xuân. Xuân mới đang đến thật gần, tình người, tình xuân thêm chan hòa từ mâm cơm tất niên xóm làng đoàn viên.